gì kìa, cái gì kìa? Ôi ơi, nó kiếm chuyện kìa anh em. Đâu thể nào để nó mẹ nó xỉ vả mình được. Mày muốn gì? Mày chạy xe như vậy mà mày không nhìn ai mà mày còn còn sao? Trời, trời tại đầu nó luôn nè. Hi, hello tất cả các anh em, đây là Trung Kênh Gaming và chào mừng anh em đến với con game Senro nha. Trong video này mình sẽ cùng chơi con game này, nó cũng mới ra anh em. Thì tôi á là định ra một cái video kiếm một cái game nào đó về sinh tồn để chơi tiếp. Nhưng mà tôi nhận thấy thì cái thị trường kiểu như hết hè rồi anh em. Cái game sinh tồn nó đang rất là bão hòa, không có một con game sinh tồn nào mới. Và có những con game sinh tồn mới ra thì nó cũng tôi thấy không hay anh em. Cho nên là tôi sẽ thử chơi một con game thế giới mở đi anh em. Thì cái phần Senro này á là nó mới vừa coi như vừa phát hành ngày hôm qua luôn nha anh em. Đây là phần Senro mới nhất. Và cái game, cái tựa game Senro này thì tôi thấy cũng không mấy xa lạ gì với anh em Việt Nam mình. Thì có người nói đây là bản phiên bản GTA nhái anh em, phong cách cũng khá giống. Nhưng mà theo tôi thấy á, tôi chơi á thì con game này thì nó, tôi có thể gọi nó là GTA nhưng mà nó là một phiên bản điên loạn, điên rồ và bạo lực hơn nha anh em. Đấy, tôi sẽ coi như là vào chơi cái một chiến dịch đi, có cả co-op campaign nữa nè anh em. Vậy là cái này nó có cả một chơi với bạn bè và chơi chiến dịch luôn nha. Ngon, tôi sẽ vào luôn anh em, new game nào. À, nó cũng sẽ có Sensei, nó sẽ có mức độ khó dễ nha anh em. Sensei. À, cái này có vẻ hơi khó nè anh em, đâu tôi thử cái Sensei rồi bậc thầy. Sensei là tiếng Nhật nha anh em. Là master ấy. Rồi vô luôn, chơi thử xem như thế nào. You sure you're at the right party? This is a celebration for the Saints, is it not? Business with Marshall is less lucrative than it used to be. I was hoping your bosses would be interested in a new partnership. Hello? It's Antonio Espina. Look, I know that we don't have the best history, but I was thinking, hoping, really, that we could work something out. À ha, đây là mình anh em, và dĩ nhiên như mọi phần Senro trước thì nó sẽ cho mình chọn tùy chỉnh nhân vật nha anh em. Rồi tôi sẽ xem nhân vật mà tôi chơi, dĩ nhiên rồi tôi sẽ, anh em cũng biết mà, tôi sẽ chơi nữ nha anh em. Chứ mình là nam mà chơi nhân vật nam sẽ rất là chán. Vừa rồi thì hình như là có một cái cuộc giao dịch gì đó, và đây anh em, đó là trụ sở của mình hay sao ấy. Trong mình nhân vật chính là những gọi là san, những vị chúa nha anh em. Bây giờ tôi sẽ xem vị nhân thánh chứ. Chúa mới là God. Tôi sẽ chọn con nhỏ này, nhìn có vẻ lực điền lắm nè, nhưng mà hơi mập quá. Bé này bé bự quá. Đúng rồi, tôi sẽ chọn bé mập luôn đi. Nhìn cho nó ngầu với anh em, đúng rồi đấy. Thử xem. My boss hả, thử xem. Rồi, để tôi chỉnh một tí coi. Body như vậy cũng được, mà boss là phải mập tí anh em. Đúng không? Coi như là dân chúng nó mới sợ chứ. Da hả? Nó có nhiều thứ quá nè. Đây tôi chỉnh tóc sơ sơ thôi anh em. Cái này mà coi như là muốn chỉnh mà chi tiết tất cả, mẹ có mà tốn nguyên cái video này chắc kỹ một tiếng đồng hồ, chỉ toàn là chỉnh cái mặt không á anh em. Đây để tôi xem. Cái này da mặt đúng không? Tattoo. Đây dĩ nhiên là dân chơi là phải có xăm với anh em. Ủa mà sao hình như nó chưa cho hả ta? Ủa lạ kỳ vậy. Hình như là sau này á anh em mình chơi nó mới mở sao ấy. Đúng rồi đây. Ok. Đây để tôi xem hairstyle xem. Chọn quả tóc nào cho nó ngầu ngầu coi. Đã mập mà còn chơi tóc kiểu giống như là bè công chúa Diễm Lệ nữa thì đâu có hợp đâu anh em. Tôi phải chọn một cái tóc nào nó bá đạo một tí coi. Hai đuôi này cũng được nè, đúng dân da đen luôn á anh em. Rồi nhưng mà tôi muốn coi nó có cái cái quả tóc, quả đầu nào bá đạo hơn không. Quả đầu này cũng kinh hơn nữa này. Được đấy anh em. Tôi sẽ chọn quả đầu này. Ok luôn.
Và cái mặt như vậy cũng được rồi ha anh em. Nó có cả râu nữa hả? Đây chọn màu tóc đi, ở lộn màu chân mày chứ. Chân mày tôi sẽ cho màu trắng đi anh em, đúng rồi đấy. Đấy, rồi và màu tóc hả? Sẽ chọn màu tóc nào cho nó ngầu lòi tí coi. Đấy, chơi con game này thì mày phải điên khùng lên tí chứ. Đây màu xanh này được nè anh em. Rồi, ta đại khái như vậy đi. Cho nó xong đi anh em. Đây tôi sẽ đến personality. À có cả chọn giọng nói thế này. Tao đâu thử xem. Đây cái mặt mập này là cái giọng phải cao lên tí. Đây đúng rồi giọng này nè anh em. Emote guitar solo. Cái này là mấy cái tùy chỉnh mấy kiểu như mấy cái trạng thái mình có thể chỉnh đó anh em. Long bow đi được đấy. Rồi đến. Are you sure? Ok. Boss đúng có quả tóc gầu lòi. Antonio, glad you came to your senses. Hey, I'm kind of in a party right now, but we'll talk business later. We got a party going on. Oh, live stream then, man. Short and sweet. Fuck the Panteros. Fuck the idols. Fuck Marshall. The Saints are here to stay, baby. So, if you know how to shoot a gun, or if you're broke and want to learn how, swing by the church. We'll be waiting for you. Có vẻ như boss của tôi cũng là một TikToker anh em ơi. Đang livestream đây này. Why? Oh, what the hell? Tao mới đây còn livestream mà đã nằm rồi. Bỏ máu không? Ôi, còn được xuống lỗ luôn kìa anh em. Đang bị chôn sống bằng đảng à con. Thấy mẹ rồi. Ôi ê, chưa gì đã xuống lỗ là như thế nào. Nằm mộ còn chưa xanh cỏ nữa đây này. Một vài tháng trước đó, à cái cảnh hồi nãy anh em là nó xảy ra rồi. Bây giờ mình trở lại với lại quá khứ nè. We know it wasn't easy getting here. Your journey began with one of the most unforgiving job interviews we could devise. But you did more than just survive a few live fire exercises. You excelled, and in doing so, proved that you were marketing material. Đâu không? But don't take my word for it. Hear it from the man himself. Ép cái thằng tương giò luôn anh em ơi. Marshall. And I wanted to personally welcome you to the Marshall family. Here at MDI, we don't just make a profit. We make the world a better place. So how do we do that? Già ngầu vãi. A little TLC. Technologically advanced weapons, loose morals, and a culture of conflict. Now let's take a step through each of those letters. Why are you watching that now? It's the orientation video. I know what it is. Why are you watching it now? Well, I mean, we're about to be shot at, so I figure it couldn't hurt to brush up on our healthcare package. If you weren't paying attention to the briefing, I don't think you'll live long enough for your copay to matter. So I should be reviewing the life insurance policy. You know, our job interview has a 5% mortality rate. Statistically, the odds were low that you would die before we hired you, but I allowed myself to be an optimist. Your parents should have treated you better. Yours should have treated you worse. All right, ladies and gentlemen, contrary to your colleague's demeanor, this is no laughing matter. The Nawali already took out one team that was sent to bring him in, and I want as many of us going home as possible. So stick to the plan, work together, and let's grab that son of a bitch and send him to the frontier. Let's get paid. Đây có vẻ như là một đội đặc nhiệm gì đó đi để mà coi như là chiến đấu với cái ông Marshall nãy anh em. Ông Marshall nãy ông đang điều hành một cái tổ chức gì á. First day on the job. Don't fuck up.
Hoặc là mình đây, hình như là mình đúng không? Let's kick some holy shit. Turrets, take cover. À, có vẻ như tổ chức đó là mình anh em. Đây, ổng đã chuyển mình đi làm cái nhiệm vụ gì nào là đúng không? Nè, nó chưa kịp làm gì hết rồi mẹ. Jesus Christ, my first fucking day. À đúng rồi anh em, đây là ngày làm việc đầu tiên nè. Tôi đã vượt qua cái bài thi hồi nãy anh em, trong cái phim mà nãy ấy. Đây bắn chạy ok, khá ngon. À đúng rồi đúng rồi. Tôi làm việc cho ông Marshall hồi nãy nha anh em. Ngon. Nè nè nè, chạy 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 chạy. Ui ui ui. Cái này có núp không ta? Ôi con game này. Đây 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 đây, đây. Con game này phải chơi bằng chuột bắn mới đã nè em ơi. Game này mà bằng chơi bằng bàn phím thì nó nhắm bắn nó hơi khó. Ok, tôi đang chơi mức coi như là độ khó sensei anh em. Ui dồi ôi. Nhưng mà nhưng mà lúc này mới chơi tutorial thôi anh em, không có máu, không có cây máu được hết. Ok, vậy thôi chạy thôi. Con gì vậy? Shit, that helps. Ở đó mà tutorial không chết hả mày? Alpha team go. Đây làm lại anh em. Mẹ có biết đâu. Cứ tưởng là hướng dẫn cái vô không thấy thành máu đâu chứ. Let's kick some holy shit. That was close. Jesus Christ, it's my first fucking day. Lại làm lại cho ngon nghẻ coi. Nè, chói quá không có thấy cái gì hết em ơi. Ủa nhưng mà cái thanh máu ở đâu, làm sao biết là mình có chết hay không anh em? Ủa tôi ghê. Đây tôi đứng đây đi. Nãy mò mò ra có mà chết. Mẹ thằng kia nó xài M42 anh em, súng máy bắn kinh quá. Chạy qua đây lại gần thêm tí rồi. Ở cái thằng này. Ôi chạy quá, chạy núp. À tôi phải núp anh em, tôi phải núp. Đấy chờ nó bắn hết đạn, tôi chạy vô. Giỡn cái mặt đó bậy. Hey you. We got to find fuck. Vẽ chữ kiếp nói vậy. Bravo team is ready to move in. Đây là ngày đầu tiên đi làm của cái đội này anh em, chết như rạ. Marshall scum. Oh fuck. Ôi mẹ bắn bộ. Lộn, xin lỗi chị. Này dắt sếp tụi anh em. Đúng rồi, đội Marshall rồi anh em. Trên xe tải có ghi cái tên kìa. Nice. Now I'm delighted you approve. Bailey, make a hole. Roger that. Now let's go. Through the breach. Go. Keep it up, team. Let them have it. Yeah. Y'all fucked with the wrong multinational private military corporation. Hey, this may be a weird time to ask, but do we get hazard pay? You get a performance bonus for outstanding work. If you survive the collective. Got it. Just trying to understand the pay mày structure. Mày dở cái mặt cái cưng. Ôi ôi. Ờ con xe nó có máu nha anh em. Nè còn có chút xíu máu vậy. Bailey hold up. Marshall clear the field. Yes ma'am. Gunner down. Shit. Woo, take the turret. I've got it. I'm good with these. Now that's not. You are damn lucky we don't have time to argue. Ruby, take out the RPG up top. Good work. Now engage the others. Ngon, có súng máy rồi anh em. See, I told you I was good with these. Just shut up and shoot. Này thì súng ngắm. Này thì RPG. Đâu nữa. Ủa mẹ có cái trực thăng chiến đấu tới rồi anh em ơi. Đến đây, nào. Nè, sao tao chờ chơi ngon thế?
Rồi banh lên em ơi. Đâu cơ? Bailey, you all right? Bailey, Bailey, get your foot off the gas. Whoa, 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 oh, shit! Quinn, Quinn, can you hear me? Anybody? Chết bà rồi, hình như bị vô cái hầm mỏ rồi anh em. Tới đây là phải tự lực cánh sinh rồi. Take down an enemy and regain health. Ô, cái này có cận chiến anh em, mà vợ mới làm tôi cận chiến là sẽ hồi máu. Ngon. Sensei này thì sensei. Eliminate the intruder. Ủa. Cái tech down đó là chơi lén lút á anh em, chừng nào nó không phát hiện ra tôi á thì tôi mới lại bấm E, tôi cận chiến được. Ồ, đẩy sát được đi được luôn nè, thấy chưa? Con game này cơ chế vật lý cũng khá chân thật đó chứ anh em. What the hell? Kick hả? Có cả đá nữa nè anh em. How did Marshall get this far? I can tiger clean. And the Wally wants them all dead. At least I don't have to wear a suit. Ôi. Đâu nữa, còn thằng nữa mà. Còn chấm đỏ nữa mà, không thấy nó đâu hết anh em. Mày. Finally, into the tunnel. Này đây. Đá kỳ giái quá cổ. Ủa, game này có mấy kill finish nhìn ấn ốc quá anh em. Hết đá vô giái, dùng dao rồi mẹ bắn vỡ ốc đi chứ. Gôn. À đây đây. À tôi có cây súng trường này nãy giờ không biết lấy ra mà xài chứ. Gwen, hello? You read me? Newbie, you're still alive? Yeah, I hear that a lot. The Wally's holed up in the saloon up ahead. Rendezvous with the rest of us and we can box him in. In a minute. Nè, làm như lâu quá anh em chơi sinh tồn không có chơi mấy game bắn súng á. Giờ mẹ tôi bắn đúng ngu luôn á. Ngắm mãi không trúng anh em. Ngắm trượt mãi mẹ buồn ghê. Ủa má đây đông vậy? Got that? Yes, khá man. Đông nha anh em. Ủa vậy? À bấm chữ C đấy ra đánh đàn. Được đây. Mẹ kêu ảnh là đánh bạc, đánh đàn nhạc cho ảnh ngủ chơi. Ui mẹ, cái gì vậy? Mẹ súng nhắm nó cầm. À control là né này, nãy giờ không biết, mẹ không nói. Ôi dồi ôi. Feels good to make an honest living. Tôi bè. Thằng súng nhắm này. Đây tôi phải xuống đây anh em, phải xử mấy lâu la trước. Mấy súng nhắm nó đứng trên kia khó bắn lắm. Úi giời. Get you assholes into the weapons shit too, huh? Đây phải coi như là rút rút ngắn khoảng cách lại, mấy thằng sniper nó đứng xa quá anh em, không dám lú đầu ra. Có hai thằng lật, một thằng bên kia nữa kìa mẹ bà. Rồi xong một thằng. Cái game này nhìn cũng khó quá chứ anh em, bắn súng này nọ cũng khó nhai lắm, phải dễ đâu. Và đây đâu. Sao tôi không thấy cái máu của tôi nằm đâu anh em, lạ ta. Nó lẽ phải cho mình biết để mình né chứ, hay là nó kiểu giống như cái game Call of Duty hay Battlefield anh em. Thấy màn hình đỏ đỏ là biết sắp chết đúng không? Bắn con ngựa thử xem. Này là ngựa. À cái này ngựa giả mà, đúng rồi. Cái này là cái phim trường anh em. Nó làm cho giống như là thời cao bồi viễn Tây á. Nãy giờ tôi tưởng ngựa thật chứ. Gì đây? Tôi được một cái gì kìa anh em. C4 à. Thuốc nổ anh em. À, cho nổ khu vực này cái. Rồi làm sao cho sẽ nổ? Bấm chữ G đúng không? Đúng rồi, lấy ra xong rồi đặt lên hay sao? À, quăng lên, chạy ra xa nào. Không. Couldn't do that at my last job. Newbie over here. Ôi đây rồi, ngon thế này. Let's move. We gotta keep the Nawali hold up until Charlie team arrives.
Snoopy, once we hit the saloon, you flank left while the rest of us hold the center. Flank? But I can... Yes, ma'am. Thằng chó này xét tôi nè. Ba, tôi không hiểu là sao tôi qua được cái bài thi hồi nãy với cái thân đồ sộ, cái thân mập ú này được anh em. Chỉnh cho mập vô. Alright team, let's take it. À, chữ quy này, chữ quy là... Nãy giờ không biết. Phải xử thằng sniper trước. Rồi, tôi bắt đầu quen rồi đó anh em. Lâu lắm mới chơi lại mấy con game bắn súng, cho nên là tôi có quen cầm chuột. Newbie, I told you to flank left. No plan survives contact with the enemy. Má thằng này nó né được rồi. Bắn cái gì mà bắn. Rồi tụi lại tôi đấm lộn với thằng này xem. Mày dở cái mặt này, finish move luôn. Ừ, ngon lắm anh em. Tới thằng kia luôn, né qua thằng kia. Ăn cái đấm đi cưng. Finish move luôn. Không được ta. À. Where's Charlie team? We're being overwhelmed. Tôi cho nó ăn cái bơm ấy. We go down, we go down fighting. Thực tế nè, mày, thế mày. Ui. Sit back and let us wrap this up. Nice timing, gang. Hay lắm, đồng đội tới hỗ trợ rồi. Ủa, chết mẹ cái vậy? Đâu tổng mày chứ? Mày sao mày cán tao? Đúng rồi anh em, mà nãy màn hình nó đỏ lè rồi đúng không? Hay là tại thằng này nó chói đèn cho tôi? That's probably cause of my flanking. Now get in there and flush that son of a bitch out. Ok, giờ tôi đang đi bắt một đứa nào đó thì sao ấy? À, cái thầy mập này làm bia đỡ đạn cho nó bắn thôi. Mr. Nuwali, you're coming with me. You really think you have what it takes to bring me in? Mày nghĩ mày có thể bắt tao dễ dàng như vậy sao? Yeah. Tao này chắc chơi phóng dao. Hey, where are you fucking going? I said you're coming with me. Perhaps I don't respect your authority. Then respect this. You said one foot on those stairs. Mày mà leo lên cầu thang là tao bắn à. Ngồi đấy. Chết bà rồi. Shit. No you goddamn don't. Give it up, Wally. There's nowhere to hide. You're surrounded. Take it easy on yourself. What the? Nè, nó quăng lựu đạn khói ra chứ. Can't find him. Never mind. Get back here and regroup. We've got the bastard bottled up with nowhere to run. Trốn rồi anh em ơi. We know he's in the saloon. He can't stay in there forever. Ủa, cái đó là chiếc máy bay của mình mà. Mẹ, lái máy bay mà để bị cướp nữa à. Má lạ đời vậy. Má cái tổ chức này đúng là cùi bắp rồi em ơi. Tôi đã vô nhầm tổ chức rồi, mẹ. Don't worry, I got this. Xa, bốc câu. Chà. Mẹ nó cẩu luôn cái chiếc xe đi, mới lỡm tôi chứ. Come out with your hands up. Not today. Oh fuck. Chết mẹ rồi. Ôi cái. Had enough. Được đây. Lúc này hỏi là dễ bắn à anh em. Come on. Oh,
kill your guys! Mẹ bồ đâu nãy giờ? Mẹ không thấy giúp tao bắn nãy giờ không biết chết bao nhiêu thằng rồi, mẹ tàn sát tụi nó quá trời luôn mà không thấy một thằng bồ tao tới. Nào. Ui giời. Come on. Thôi mẹ kiểu này thành cái bia bắn liền rồi anh em. Treo lơ lửng như này tôi sắp chết rồi, đổ lè kìa anh em. Come on. Ủa mẹ đúng rồi anh em, tao đổ lè kìa. Nào, come on, bắn. Ôi, cái gì nữa kia? Rồi xong rồi anh em ơi. Nào. Bắn vậy mà chưa chết, tôi lì thật chứ. Tôi còn cảm thấy tôi quay qua. Đúng rồi, tôi cảm thấy tôi lì đấy anh em. Ok, cận chiến đi chú ơi. Chơi đi. Nãy giờ bắn mỗi tay quá. Ôi điện. Nãy làm bia tập bắn, giờ làm cái bị cát. Ôi lời. You're too predictable. Am I? You tried. I'll give you that. Get your hands in the air. I caught him. Má con nhân vật của tôi nhìn vào đầu của nó cái gì đây? À, mình sẽ được chỉnh nữa hả? À. Ô, có cả mắt kính nữa nè. Được đây. Để chọn mắt kính này đi nè. Kính đen đi. Đã mập rồi thì nhìn phải ngầu, chứ mập mà còn dễ thương nữa không ai thương đâu. Nón hả? Ôi, nữa nón thì đâu có thấy được quá tóc đẹp của tôi. Ok. Tôi sẽ lower underwear kìa. Đúng rồi, tôi sẽ cho mặc một cái quần underwear mới đi. Quần xì mới đi nè. Quần xì thì màu đen đi, có color đâu. Quần xì màu đỏ, màu hồng đi, đúng rồi. Được đấy. Rồi, fit. Rồi mang, tôi nghĩ là mấy bé mập này mang stun mid cao bồi anh em. Ừ, mang boot đi, đúng rồi đấy. Mẹ có mấy quả áo nhìn chẳng đẹp hết vậy anh em. Hay là tôi để mặc áo ba lỗ vậy đi, tôi thấy còn đẹp hơn nữa. Hay là đúng rồi. Mặc áo khoác đi. Jacket đi, đây cái này đi anh em, được đấy. Color để tôi xem cái màu gì. Màu hồng, màu trắng, màu cam đi. Ok, màu này được này. Còn lành, underwear nãy tôi chỉnh rồi mà đúng không? Đúng rồi. À, underwear ở trong là nó có tăng top hả? Tăng top nó cũng có màu nha anh em. Hay lắm, tôi sẽ chọn màu xanh lá thử xem. Ừ, cũng được đi anh em. Màu mèo hoa lá hẹ cho đẹp. Full body hả? Body là cái gì? À, có nghĩa là nguyên một bộ outfit luôn á anh em. À, mặc vậy tôi nghĩ là ngầu lầu rồi đấy. Rồi, đinh đi. Sau này chỉnh, có thời gian chỉnh sau. Well, you didn't die. All in all, not a bad start. Jesus Christ! You're not gonna last. Your pep talks need some work. This is for you. Performance bonus. Is this a joke? You ribbing the rookie? Nè, tiền lương của mình nó lấy hả anh em? There's supposed to be a bonus based on exceptional performance. Đâu, that's right.
And if you had performed exceptionally, you would have seen a bonus. Oh, come on. Can you really look me in the eyes and say I didn't do well? I can look you in the eyes and say you didn't do what you were told. I saw a better way and I took it. And if you were in charge, it would have been an inspired decision. But you're not. I am. This is a warning. Fall in line or find a new job. Mẹ nó cảnh báo mình phải nghe lời nó, không thôi là đi kiếm việc mới đi. Mẹ mình bị nó ăn hiếp rồi anh em ơi. Bị ma mới rồi mẹ, ông ma cũ ăn hiếp ma mới. Nó ngày đầu tiên mà đã dậy rồi, ô mà có XP đó là ngon. Cái đồ họa cũng đẹp, ở đây là hình như là phía trước trụ sở là mấy cái xe bán tải cũng nhìn vừa đẹp quá trời kìa anh em. Không, được trang bị tận găng luôn. Và chỗ này hình như tôi đang ở Colorado hay gì anh em, một cái vùng hoang mạc ở bên Mỹ. Moisho, đúng rồi. Ra đây là con xe, mẹ bao nhiêu con xe xịn sò ở đây không lấy, nó bắt nó đi con xe vẽ mục nát như thế này. Thôi vào luôn đi. You have 3 new messages. Hey, it's Kev. I'm baking up a slamming congratulatory brunch for when you get home to celebrate your first day. Thằng này chạy ô tô nè, mày đứng lại mày. And it's official. I'm gonna be đứng lại anh. Idols party. Come on. So, hope you can come. TYL. Ok, chào mừng chiếc xe cả nha. So excited about your new gig. Em nhìn cái tướng chạy. I thought you'd wanna know. I heard back from the museum. Thì rồi, đẹp ơi. Chiếc xe, à chiếc xe cầu cào. Nào, ủa? Như bị hư rồi sao ấy? Anyway, nào. One of us had a good day at least. Hay rồi. Đúng rồi, đi xe, đi bốn bánh đó, nó tụi bắt ói anh em. Chạy xe dễ bị say xe lắm, cho nên là đi hai bánh đi cho nó ngon. Bắt chiếc xe này, xe kia còn đẹp hơn rồi. So let's talk about that when you get back. Can't wait to hear about all the HR forms I'm sure you had to sign. À, bắt đầu vô thành phố nha. Hồi nãy trụ sở là ở ngoài ngoại ô anh em. Cái gì kìa? Ôi, nó kiếm chuyện kìa anh em. Đâu thể nào để nó mẹ nó xỉ vả mình được. Mày muốn gì? Mày chạy xe như vậy mà mày không nhìn ai mà mày còn sao? Chờ tại đầu nó luôn nè. Mày này, ủa? À không, thằng kia nó ôm mẹ lấy súng bắn à. Bà cha mày đứng lại mày. Này thì dở cái mặt à. Ủa chết mẹ, đó là công an. Ôi, công an anh em ơi, tôi bắn công an. Thôi. Té lẹ đi. Sao mà biết đâu. Ôi, mấy hàng kia tôi thấy lạ, tại sao nó có súng. Thôi, chết rồi, có ai thấy. Ôi mẹ, chạy. Chạy lẹ đi em ơi. Chết mẹ, tôi mới nghe còi công an hụ rồi anh em ơi. Này làm tôi nhớ tới nhà của thằng Trevor ở trong GTA á anh em, cũng ở một cái khu ngoại ô mà toàn là coi như là hoang mạc với lại đất cát không. Ok, đây là nhà của tôi này. Tôi ở hình như cũng ở trong chung cư nè anh em. Howdy, Kev. Hey, where are you at? I'm about to take the quiche out of the oven and it won't be nearly as good cold. Get your ass home before we drink all the mimosas. Be right there. Đúng rồi, tôi ở trong một cái chung cư. Oh, everything smells amazing, Kev. You know what would make it smell even better? Hey man, if you want a $300 waffle maker, you can buy with the exposure the idols pay you in. Don't expect us to chip in. Đây như là hội của tôi nè anh em, hội của tôi có 4 người. Hai thằng này con nhỏ tóc dài với tôi, đúng rồi. Yeah? Then why don't you go run off and join the commune? I'm into showering. Are you gonna help me get the waffle maker or not? As an investor, I don't like wasting money. You're wearing a fucking bow tie. Okay, I will throw in 20 bucks for a waffle maker. Nina? Good for 10? Who helped you move your forged paintings last month? Fine, 15. What sort of waffle maker can I get for 35 bucks? Presumably one that makes fucking waffles? Hey! The wage slave is back! How was your first day? Were the other mercenaries nice to you? You know, as far as hired killers go, I'd give him a 7. You look like you could use a mimosa. Thanks, Eli. Seriously, how's the job? It's the murder business. The fundamentals don't change, just the uniform.
I can tell you love it. Okay. I don't have to love it. I have to pay my student loans. Phuff. Amen. So, cái đám này vẫn còn là sinh viên nha anh em. Tôi đi làm câu đi vô đội SWAT, vô đội Marshall để mà kiếm tiền mới khổ chứ. Đi bắn lộn thì kiếm tiền. My CEO wasn't a fan. You gotta be kidding me. Swear to God, this lady walked right off the set of an 80s action movie. I was half expecting her to call me Rook and threaten to take my badge. Are we gonna make rent? We'll make rent. We just gotta be a little more creative. Last time we got creative, I got stabbed 3 times. Hey, it would have been 4 times if Nina and I hadn't shown up. It would have been 0 times if you were on time. This is true. Look, this is really not a big deal. We just knock off a payday loan place. No one gives a shit if people rob those bastards. You have a job now. You could actually just take the loan. Eli, I don't do business with morally bankrupt companies. You work for Marshall. Brunch is a time for friends and mimosas, not debates on morality. All right, all right. Man, this is really fucking good, Kev. Thanks. I was worried I added too much pepper. No, seriously, this is perfect. The only way this could be better is if you put on a fucking shirt. Dinner and a show, baby. Oh, please. Oh, có cả con mèo nữa nha anh em. Okay. Có cả hoàng thượng nữa mà tôi không biết. Let's go rob a payday loan place. À, bây giờ là có nhiệm vụ gì đây? Tôi sẽ có chỗ lấy súng mà anh em. Yes. Chỗ thay đồ này. Xong rồi sẽ có chỗ nhà gara xe nha. Ok, từ từ đi. Giờ tôi đi xem có cái nhiệm vụ gì của con nhỏ này. So Nina, you taking your project car? Fuck no, I'm not risking my baby over rent. We're boosting cars from down the street. Có vẻ như tôi sẽ test thử con xe mới này á anh em. Eli, I love that you're worried about fuel efficiency, but steal the car. Tôi sẽ đi. À được đấy. Xe này xe always matters. Xe này là xe hai chỗ, xe đua anh em, nhưng mà coi anh em coi cái đít của nó bị móp rồi này. Nè cái này đua dữ lắm rồi anh em. Bị người ta tông đít này. Rồi vô đi. Ủa lộn. Bấm lộn đúng anh em. Ok, lên đi anh dây đen. Ủa tôi đi đâu? I want some kick a dog. Hit the payday loan place. Như là tôi bốn đứa chuẩn bị đi cướp mà anh em. Sẽ đi cướp cái tiệm cầm đồ hay sao ấy. Được đấy. Mẹ anh em coi tóc của tôi nó lòi ra ngoài con xe luôn rồi. Con xe này chạy nhanh nè. Chạy đã đấy. Let's get psyched. Rồi chuẩn bị phi vụ đầu tiên nha anh em. Hey. What's the rule? Don't yuck someone's yum. You have more agency and power than the world wants you to know. Nào, ôi cái gì vậy? Anh ơi, có sao không? Ôi anh bị khùng à. Ta đang chạy xe, anh nói chắc định đi kiếm tiền bảo hiểm từ tôi á, rất tiếc tiền của anh ấy chắc có lẽ dành lại tiền phúng điếu rồi anh em. Tôi chạy xe tốc độ này là chỉ có đi đánh tan anh thôi. Đâu có kiếm được bảo hiểm từ tôi đâu. Nào. Đây đúng không? That's right. Be your own boss. One of these days, I'm gonna get you to listen to music in the car. Roger McGillicuddy speaks the music of my soul. You are a different kind of cat, Eli. What can I say? The world is full of uninteresting people, and I'm not gonna be one of them. You got one of those for me? You really want one after last time? I am not the first person to accidentally shoot a friend by dropping a loaded... Yeah, okay, I don't need a gun. Good call. Showtime. So I made them watch while I broke their dad's. Tough guy, thằng này tên là tough guy. Anh này tóc tạ cũng dữ lắm là anh em. Thuốc lá điện tử nè. Thôi đi dậy vợ con đi anh em, hôm nay nghỉ sớm đi. We don't want your money, just his. Get out of here. Đây, chị tôi chỉ muốn cướp cái cửa hàng thôi nha anh em. Còn khách hàng người ta vô tội mà không cướp. Cướp người ta cũng có tự trọng chứ. Nói nhiều quá mày. Practicing. I can tell. Safe's back here. This guy had his password be a bunch of fives. Pick it up, Eli. I'm just saying, he could have at least made his work for it. Anh da đen này có vẻ là hacker của nhóm mà anh nè. Same plan as last time. Coi như là cái đội cướp là một cái nhóm nào cũng cần phải có những anh thuộc ai thuộc gọi là gì IT nha anh em. Let me get the McGillicuddy. No. Go.
Try to keep up this time. Yeah, yeah. See you at the switch. Ô mẹ, hồi nãy đi, đi tới đây xe khác, giờ đi về xe khác. Đúng là coi trời bằng vung rồi anh em ơi. Alright, time to beat it before the cops show up. Life is full of adversity. À, nó chia ra anh em mỗi đứa một xe để đánh lạc hướng. Để đánh lạc hướng cảnh sát. Chết bà rồi. Công an tới, cảnh tới, cảnh tới. Chạy, chạy, chạy. Hồi nãy tôi lỡ bắn chết cảnh nữa mới khổ tôi chứ. Bị bắt cái là tội thật chồng tội anh em. Ủa cái gì vậy? Crap. Hell of a time for a train. Oh shit, tại sao lại có một chiếc xe lửa tôi chơi ghe đường tới đây. Nào, nhanh nhanh lên, cái này mà có cái dốc mà tôi bay mẹ nó qua rồi anh em. Bộ từ anh cảnh là sao, làm sao đua lại hai cửa của tôi. Nina, don't wait for me. Ôi, mấy xe nó sao bự vậy? Try side swiping them. It always works for me. Just let them switch, and then bam, send them into a ditch. Đúng rồi, bắn xoay. À, cái cây máu đỏ là mấy hai cảnh nó đang trong đó. Còn cái máu xanh là cái máu của xe. Rồi xong, tôi bắn chết lái xe rồi. Đáp. Ôi. The best hit comes from full side to side contact. Thế mẹ bị phục kích rồi. Nào, chị ơi, từ từ, từ từ. Mày tông cái bà mày luôn. Xe hư rồi, xe hư rồi. Cho mẹ ăn thêm. Ôi mẹ. Xe nó sắp hư rồi anh em ơi. You'll do more damage the faster you go. À, tôi càng chạy nhanh á anh em thì tôi thông nó sẽ càng bị mất máu nhiều, hiểu rồi. Tôi hết đạn hả ta? Ngon, giỡn cái mặt. Ôi! Nào. How's everyone else? Ôi trời ơi. Mẹ nhìn nó nổ anh em ơi. Ôi chạy 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 chạy. Start warming up those voices. Nina, where you at? Mém tèo rồi. Ừ, chết mẹ, sao ở đây chỉ có mỗi cái xe này thôi à. Còn xe nào xịn xò không sao. Chết, anh ơi. Đứng lại. Cho em mượn đỡ con xe nào. 90%. Ở đây là khu công nghiệp anh em. Cho nên toàn là thấy xe thồ, xe bự bán tải này nọ không à. Bây giờ kiếm một chiếc không ra nữa. Mấy cái thân mở này chạy biết bao giờ mới tới điểm nhiệm vụ đây. Bây giờ phải chi kiếm được con xe đạp cũng đỡ ha anh em. Đây rồi, chạy đỡ con xe tải này thôi. Này xe hút rác chứ. Hay rồi, hay lắm em. Cho chị gái, ồ anh trai ơi. Cho em mượn một tí đi, lát em sẽ trả. À, cái thằng xe bồn kia. Ủa sao lạ kỳ vậy ta? Sao tự nhiên nó chỉ mình đi tới chỗ này mà cái đường quẹo nó phải quẹo trong đây chứ. Mẹ, cái GPS chỉ Google trong đây nó cũng bị khùng như ngoài đời anh em ơi. Chỗ này tao chỉ quẹo ngay đây đi. Đây đúng không? Không luôn. Nè. Hay là tôi đi bộ vô, cần gì đi xe đúng không? À đúng rồi, bà cha nó gì mà không nói. À tôi cũng, đây giống GTA anh em, tôi cũng sẽ có một cái di động nha. Và sẽ có skill. Tao để tôi xem bấm tab là skill này. Rồi để xem skill xem. Tôi có một cái skill Pineapple Express hả? À, ô quăng nó vô rồi nó nổ hả? Lạ vậy. Ngon đấy. Đây tôi sẽ để nó vô skill số 1 đi. Ok. Rồi. Ngon, đã có skill để thử nha anh em. The fuck did you assholes do to my getaway car? Ain't your car if it's on our turf. Ôi chết mẹ, anh tao rã xe của tôi rồi anh em. Mày dở cái mặt. Ủa mấy thằng này khỏe vậy?
You think you can do business without dealing with me? Đánh rất tiền. Đây 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 đây. À, tôi nhét cái lựu đạn vô người nó xong tôi quăng nó, hiểu rồi. Ê, khoan từ từ, súng của tao đâu? Ủa súng của tôi đâu? Nào. À, tôi đang đi đây không có súng anh em, má khổ vậy. Ôi trời ơi. Đâu phỏng đó. Ê, tôi vẫn chưa quen giống với cái thuốc này nè, để thử. Đây. No one pulls a job here without Sergio say so. Ow. À đây này có súng này. Ôi giời bấm chữ G mà tôi quên. Nãy giờ làm cái trò gì đâu không anh em ơi. Mấy cùng cùng điên điên vậy. Nào 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 mà chết. Ui ui nữa rồi. Ủa má đâu nhiều vậy. Mấy con cả xe. Ôi giời ơi. Ủa má khó vậy ta. Game này khó chơi vậy nha anh em. Nè thử lại xem. I needed that fucking car. I will fucking end you. Can't fight back against us. Go. Ôi cẩn thận, phải cẩn thận chiếc xe. Đây tôi phải núp trước cái đã nè. Cái con game này kiểu xông pha đi hiến máu là không được đâu. Lúc đầu tôi chơi ẩu quá. Ôi giời ơi, từ từ. Nè nó bắn rác quá. Đây tụi phải cúi xuống tí rồi. Này thế này thì này thì bắn anh này. Problem. Los Panteros scrapped my switch car. What? Big a problem. The police picked up that firefight at the junkyard. They're heading your way. Grab a bike and head off road. I'll pick you up in the desert. Damn. Sounds like đội phòng cảnh sát tới rồi. Tôi phải lấy một chiếc xe. Đi lấy xe cào cào trốn rồi anh em ơi. Mẹ tôi đi, tôi vừa mới đi cướp để mà trả tiền thuê nhà đấy, khổ chưa. Cuộc sống sinh viên mà. Bái cái nồi. Nào. Trời ơi là bị cảnh theo đuôi. Đây đây từ từ, hình như nó chưa phát hiện ra tôi anh em. Đi xe cào cào được cái là mình có thể đi mọi địa hình để mà lách nè. Không cần phải đi đường chính. Ôi dồi ôi. Cái này có bóc đầu không ta? Antenna đúng không? À antenna là bóc đít anh em. Còn bóc đầu là cái gì? À bóc đầu là control. Đúng rồi đây đây đây. Anh em xem này. Ui mập mập vậy mà sao dẻo dai quá vậy. Ui trời từ. Từ từ em ơi, đừng có kích động quá. Bóc đầu cái ba bóc lên mộ luôn thì cổ lên luôn hay. Ôi trời ơi cái gì vậy, du lép vô bay. Ơi đứng dậy đứng dậy, lấy xe lại nào. Mẹ chơi đường khó má chơi ngu rồi em ơi. Mẹ cái đường dễ không đi, đi chơi đường tà đạo. Mẹ con game này nó cứ sao ấy. Ok ngon. Ôi trời ơi bị thấy trong gai vậy anh em ơi. Rồi xong. Vô khám rồi, còn gì nữa? Chạy đi đâu nữa? Well, shit. Freeze.
Down on the ground. Đây, đây, có quân tiếp diện liền. You called for a ride? You said you didn't want to risk your car. I said I didn't want to risk it for rent. I'd risk anything for you, dummies. So, is this how it's gonna be every time we have to pay rent? I thought that went great. Yeah, okay. Maybe I can go back to running my old side hustles for extra cash. Don't worry. We'll figure it out. This town is full of opportunities, if you know where to look. Unlock the apartment anh em, gear up for trouble. À chà, vậy tôi mở thêm một cái giống như là một cái căn phòng riêng của mình vậy, khá ngon đó chứ. Side hustle. À. Ok anh em ơi, cái tập đầu tiên của con game Senro này thì sẽ dẫn đây nha. Coi như là tôi vào chơi thử thì tôi thấy nó vẫn giữ cái phần mới nhất này, nó vẫn giữ lại cái phong cách điên khùng của những cái phần Senro cũ. Thì cái cách chơi nó vẫn như không chưa có gì mới mẻ anh em. Nó cũng sẽ cho mình vào cái map chơi thế giới mở và sẽ có những cái nhiệm vụ, những nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ chính và những cái nơi mình có thể làm những cái challenge thử thách này nọ. Nói chung là vô quậy phá con game này khá là vui. Hợp với những anh em nào coi như là đang chờ GTA 6 hoặc đã chán cái con game GTA 5 nha anh em. Thì nói chung là vô đây mình phá phách giết thời gian cũng rất là vui. Nếu như mà anh em thấy con game này hay á, thì để tôi xem cái lượt view của anh em như thế nào. Và anh em cũng có thể comment xem nếu như anh em muốn tôi chơi tiếp tập 2, tập 3 thì tôi giữ sẽ coi như là ra thêm và làm tiếp tục cốt truyện để coi như là xem cái câu chuyện của con game này như thế nào nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Hẹn gặp anh em ở các tập sau nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. Hehehehe.